Mình xin chào các bạn. Thì nhân tiện hôm nay có một chiếc Honda BCX màu trắng độ mâm vàng đồng. Cửa hàng đã lắp ráp và chuẩn bị ship cho khách ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình sẽ cập nhật lại giá mới nhất cho các bạn sau khi đã hết lễ rồi. Còn chiếc phu chờ này thì lên quay Thái cũng ship đi Đồng Tháp. Đồng Tháp nha. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Lương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cửa hàng đang về xe Scoopy nhập khẩu Indo đó các bạn. Đây ha, đang về. Đây nè các bạn, địa chỉ cửa hàng Mai Duyên, số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì đây chính là tuyến đường Triệu Nương nha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng có 5 cây số thôi. Đó, cửa hàng đang về xe, đem xe về và ship xe toàn quốc, bán toàn quốc cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào chiếc BCX màu trắng này. Thì ngoài cái sơn mâm, cửa hàng sẽ sơn độ màu theo cầu các bạn, bất kỳ màu nào các bạn muốn. Đây là màu trắng zin của xe nha, không sơn độ, sơn là sơn cái mâm này. Đó, sơn vàng đồng. Tại vì bản thân cái tem trên xe nó đã là vàng đồng rồi. Đây ha, tem vàng đồng, lên mâm vàng đồng. Chi phí chỉ có 800 ngàn thôi. Và cái giá mới nhất cho phiên bản màu đỏ mờ trắng, màu trắng này nè các bạn, và màu đen sẽ là 82.900.000. Còn với phiên bản màu xanh mờ, cái giá sẽ là 86.900.000. Như vậy thì sau khi hết lễ, cửa hàng lã về lại cái giá như cũ, chứ không có giảm 1 triệu như là ở trong lễ. Các bạn chú ý ha. Hôm lễ thì so với cái giá mình vừa báo, các bạn sẽ được giảm ngay 1 triệu đó. Nhưng mà giá hôm nay đã về lại cái mốc bình thường rồi. Mình xin nhắc lại, 82.9 và 86.9. Xe sẽ được trang bị ABS tháng trước. Rồi. Xe chuẩn bị giao cho khách nè các bạn. Để mình mở đồng hồ cho các bạn xem. Ha. Đổ xăng ở đây nha. Ôi, rất là tuyệt vời các bạn. Rất là tuyệt vời. Đó. Tuyệt đẹp phải không các bạn? Báo xi nhan nè, báo pha nè. Các bạn nhìn kỹ nè, traction control nè, tức là kiểm soát moment xoắn, kiểm soát lực kéo đó các bạn. Đèn hazard nè. Ok ha. Mời các bạn xem lại lần nữa chiếc xe này ha, để các bạn ngày một yêu mến nó hơn. Tuyệt đẹp đúng không các bạn? Nhìn từ phía trước này phải nói là tuyệt đẹp. Càng nhìn càng mê. Về cái form này á, thì đây là cái đời BCX mình cảm thấy là Honda thiết kế đẹp nhất từ trước đến giờ. Đẹp nhất từ trước đến giờ luôn đó các bạn. Đây. Màu trắng là tuyệt phẩm luôn. Màu trắng lên mâm vàng đồng. Các bạn có thể là yêu thích cái màu nào đó, mình có thể yêu cầu cửa hàng sơn. Sơn theo cầu luôn nha các bạn. Chi phí sơn nó chỉ từ 2 triệu thôi. Sơn tất cả các màu các bạn yêu cầu. Thôi nó đẹp. Xe này mà khách đi đường trường các bạn là rất tuyệt vời. Để mình xem lại thông tin ha. À các bạn ơi, đi Đồng Tháp luôn nha, chứ không phải đi thành phố. Mình nhớ lộn hai chiếc xe hồi sáng đi thành phố rồi. Chiếc xe này đi Đồng Tháp luôn nè. Bạn Nguyễn Xuân Trường. Đó, Nguyễn Xuân Trường đi Đồng Tháp. Với cái cốp siêu to thế này á, các bạn muốn đi tour với nó thì sẽ có một cái cốp để đẩy đồ rất là nhiều ở trong này. Khoang này là 30 lít. Rất là to. Cái yên nè. Đó. Thấy chưa? Ghê không? Rất tuyệt vời ha. Rồi cái bô nè. Thôi, cái bộ thiết kế vậy thì mình không biết là nên phải sửa thế nào luôn. Tại vì nó quá đẹp rồi, không cần phải sửa gì nữa. Động cơ này cho công suất hơn 15 mã lực. Nó gần 16 mã lực đó các bạn. Đèn, cụm đèn hậu nè. Thì bô nè. Thắng đĩa sau luôn nha. Thắng đĩa sau này rất xịn sò nha các bạn. Rất xịn sò nha. Unisin cuộc sao nè.
phần yên to êm, động cơ nè 4 van FB cộng thế hệ mới nhất của Honda, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. FB cộng đây, chữ BCS nè, các bạn ngắm cho kỹ nha. BCS vào hoạt động nha. Các bạn có thể là mua xe toàn quốc ở tại cửa hàng Mai Duyên. Các bạn thấy đó, từ Đồng Tháp có những chiếc xe là ship đi Đà Nẵng. Đây nè, chiếc xe này đi thành phố nè, Quay Alpha nha, ship đi thành phố các bạn. Lên bãi Lộc Hà thì trên thành phố chúng ta sẽ có một cái bãi này, sẽ có nhân viên trông xe cho mình. Các bạn muốn nhận xe giờ nào cũng được. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ship bên đây thì phí ship tầm khoảng có 200 ngàn thôi. Ship ra tới Hà Nội luôn cũng tầm khoảng có 700 ngàn. Và nếu các bạn quý khách, các bạn có muốn ship tận nhà thì cửa hàng vẫn ship cho mình được. Ship tận nhà, ship tận cửa gì đó thì các bạn cứ liên hệ với cửa hàng qua ba số điện thoại của bạn Mai, bạn Duy và bạn Huy để được tư vấn chi tiết. Ba bạn này là chuyên viên tư vấn về vấn đề xe đó các bạn. Bất kể là vấn đề gì ha, từ giá xe nè, trả góp nè, ship xe nè, hỗ trợ làm biển số nè, thủ tục giấy tờ các kiểu nè, là có đủ hết. Rồi ba số này đều có Zalo nha. Đây, xin phép chủ xe nha, chút xíu thôi. Thôi, cái này các bạn có thể là về gỡ ra được, có thể gỡ ra được ha. Ba con ốc nè, ốc này chắc sử dụng cây khóa 10, cờ lê 10 đúng không em? Cờ lê 10 là mình mở ra được rồi. Còn về cái độ đẹp của xe thì mình không có cần phải nói thêm nữa ha. Ghi đông trần ABS tháng trước. Nó thật là chỉ còn thiếu ở đây là một cái bắc sinh chỗ này thôi. Một cái bắc sinh chỗ này. Nếu mà có bắc sinh đây nữa thì không còn gì để mà bàn nữa. Ghi đông trần ha. Cái này là còn dán nè các bạn thấy không? Đó. Xi rất là đẹp. Xe hiện tại là chưa có lau chùi ha. Này dầu thắng nè. Đèn hazard. Rồi, giá mới nhất hôm nay đang là 9 tay đó các bạn. Các bạn xem lịch nè ha. 9 tay. Mình sẽ cố gắng về chiều nay up luôn cho các bạn. 9 tay tháng 5 năm 2023 đó các bạn. Còn ở phía sau thì đủ màu cho mình nha. Hôm nay mình sẽ không đi ra phía sau, ở phía trước thôi. Còn gì, có yêu cầu gì á, các bạn cứ comment vào trong cái video này. Còn yêu cầu gì, thắc mắc gì các bạn cứ gọi cho cửa hàng nha. Quay Alpha mà ship đi thành phố nữa các bạn. Ship toàn quốc, bán toàn quốc. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.